Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Vân gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Người cũ em còn yêu. Quý vị thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, những tình tiết rất là đau lòng mà Tâm An gửi tới cho quý vị kể về một cô gái tên là Thư chỉ vì mang tiếng là sao chổi, là xui xẻo mà cuộc đời của thư gặp rất nhiều bất hạnh. Sau khi mà yêu đạt, rồi sau khi mà anh ấy mất đi thì thư phải một mình gồng gánh và tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng mà trong tập truyện ngày hôm nay, thư sẽ gặp một người đàn ông khác và không biết được rằng người đàn ông này liệu rằng có vị trí quan trọng trong trái tim của cô hay không, có giúp cô quên đi hình bóng của Đạt hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể biết đến giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Người cũ em còn yêu, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Từ sau hôm tôi mặc váy cưới ra thăm mộ của Đạt, trở về nhà mẹ nói tôi nhiều lắm. Mẹ không muốn tôi thường xuyên ra ngoài đó một mình và bảo từ giờ trở đi, tôi chỉ đi một tháng một lần mà thôi. Tôi không muốn cãi mẹ và cũng muốn tiết chế lại để cho tâm trạng của mình ổn định hơn. Nên mỗi tháng tôi sẽ cùng với Mi ra thăm anh một lần. Mặc dù tôi không còn cơ hội được làm con dâu của hai bác nhưng gia đình đạt đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. Mi thì càng khỏi phải nói, con bé coi tôi giống như chị gái ruột, luôn ở bên cạnh an ủi, động viên tôi. Càng ngày tôi càng thân thiết với em ấy, còn hơn cả Thúy. Có những chuyện tưởng như phải kể với đứa bạn thân mấy năm qua của mình, nhưng cuối cùng tôi lại chọn kể cho Mi nghe. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Đến ngày 49 Ngày mất, sáng sớm tôi cùng với mẹ đến nhà của Mi. Vừa bước vào đến cửa phòng khách, tôi đã đụng mặt với người đàn ông hôm trước. Huy nhìn thấy tôi, anh gật đầu nhẹ, sau đó quay ra chào mẹ tôi một tiếng. Tôi cũng lịch sự chào lại anh, rồi khoác tay mẹ bước vào bên trong nhà. Suốt cả buổi chuẩn bị đồ cúng, tôi không nói một lời. Mi thấy tôi im lặng như vậy thì bắt chuyện với tôi. Chị thư, sao chị không nói chuyện? Chị không biết nói gì. Vậy em kể cho chị nghe nhé." Tôi không từ chối mà gật đầu với mi, lắng nghe con bé kể chuyện. Tôi biết con bé sợ tôi nhớ đạt rồi sẽ buồn sẽ khóc, nên nói chuyện với tôi để cho tôi bớt trầm tư và suy nghĩ. Mi đang kể chuyện thì Huy từ đâu tiến đến. Con bé thấy anh thì ngưng lại ít giây rồi lên tiếng anh huy ừ hai chị em đang nói chuyện gì thế dạ em kể chuyện linh tinh cho chị thư nghe mà ừ bi có vẻ rất mến huy thấy anh ta đến đây con bé liền đứng lại khoác tay anh ta và giới thiệu à em quên chưa giới thiệu anh chị với nhau tôi không quan tâm người đàn ông này cho lắm nên chỉ cần biết tên anh ta là đủ những chuyện khác về anh ta mối quan hệ với gia đình đạt ra sao tôi không để ý Nhưng con bé My Nó không biết rằng chúng tôi Đã từng gặp nhau trước đó Chị Thư ơi Đây là anh Huy Anh ấy là bạn rất thân của anh trai em à Tôi gật đầu Còn Huy thì lên tiếng Hơn một tháng trước Anh có gặp cô ấy ngoài mộ của Đạt Có nói tên cho cô ấy biết rồi Dạ vâng Thế mà em cứ tưởng hai anh chị chưa biết nhau Không sao đâu Em giới thiệu một lần nữa cũng được có người quen lên tiếng Thì độ tin cậy sẽ cao hơn Dạ Độ tin cậy gì ạ My không hiểu ý trong câu nói của Huy Nên mới hỏi lại Còn tôi thì hiểu rất nhanh Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau Anh ta nói rằng là bạn thân của Đạt Làm sao tôi có thể không nghi ngờ cho được Trong khi trước đó Đạt chưa một lần nhắc đến anh ta cho tôi biết Nên tôi nghi ngờ Là điều dễ hiểu Nhân đây nếu Mi cũng nói anh ta là bạn thân của Đạt. Tôi lên tiếng hỏi ngay. Tại sao anh là bạn thân của anh Đạt mà tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến anh? Chắc là cậu ấy muốn đợi tôi về nước sau đó mới giới thiệu tôi với cô. Nhưng mà Huy nói đến đây thì ngừng lại không muốn nói tiếp. Mi nhìn thấy vậy thì lên tiếng thay. Anh Huy là bạn rất thân của anh Đạt. Bố mẹ em xem anh ấy như thành viên trong gia đình mà hai anh em em cũng coi anh Huy là anh em ruột của mình. Anh đạt chắc là không kể cho chị nghe về anh Huy là để cho chị bất ngờ đấy. Lúc trước đạt bận bịu công việc, anh phải cố gắng lắm mới có thời gian dành cho tôi. Khi chúng tôi bên nhau, anh đều chuyên tâm lắng nghe tôi kể chuyện, cũng rất ít khi nói những chuyện ngoài lề không liên quan mấy đến tình cảm của hai đứa. Nếu tôi hỏi thì anh mới kể, còn nếu như tôi không hỏi thì anh cũng không Vì không có gì để hỏi nữa Nên tôi chỉ nghe mi và anh ta nói chuyện Được biết Huy lớn lên cùng Đạt từ bé Đến năm 18 tuổi Thì theo bố mẹ sang nước ngoài sinh sống Và đến bây giờ thì quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp Cả hai người không nói quá nhiều về xuất thân của Huy Nhưng nhìn cách ăn mặc cử chỉ của anh ta Tôi đoán được Anh ta là người có gia thế Ngày hôm đó tôi cùng mẹ ở lại nhà My đến khoảng 8 giờ tối mới ra về. Lúc đứng dậy định chào mọi người thì Mi Sung Phong muốn đưa mẹ con tôi về. Tôi định từ chối nhưng hai bác lại không đồng ý nên sau một hồi nói qua nói lại, mẹ tôi để cho Mi đưa về. Và ngoài Mi ra còn có Huy đi cùng nữa. Từ sau hôm đó, rất nhiều lần tôi cùng Mi ra thăm mộ của Đạt đều gặp Huy. Có những hôm là ngẫu nhiên gặp bên ngoài có những hôm là anh ta lái xe đưa Mi đến nhà tôi, rồi sau đó cả ba người cùng đi chung với nhau. Không chỉ có vậy, mỗi lần tôi sang nhà Mi chơi đều bắt gặp Huy ở nhà hai bác. Nhiều lúc tôi thắc mắc, anh ta rảnh quá, không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày sang đây chơi, hay là còn có ý gì khác. Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng tôi không hỏi anh ta, tôi chẳng nói với Mi, chỉ để trong lòng như vậy và một thời gian rất lâu về sau, tôi mới hiểu được nguyên nhân khiến anh ta thường xuyên đến nhà mi như vậy. Tiếp xúc với Huy lâu, cùng với không ít lần mi khen người anh ta trước mặt tôi, tôi cũng lờ mờ hiểu được con người của Huy. Huy không phải là người nói nhiều, cũng không vui tính như Đạt, anh ta dường như cũng không biểu lộ tình cảm của mình. Nếu như người khác lần đầu tiên tiếp xúc với Huy, cứ tưởng rằng anh ta tự cao, không coi ai ra gì, nhưng tôi phải công nhận một điều là Huy đối xử rất tốt với gia đình của Huy. Nhìn cái cách anh ta chăm sóc cho hai bác, yêu thương đuông chiều mi giống như những người thân của mình, khiến cho người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng rằng họ là một gia đình thực sự. Cũng nhờ có anh ta mà nỗi đau mất con, nỗi đau mất anh trai của gia đình họ mới nhanh chóng nguôi ngoai, được đi phần nào đó. Mỗi lần tôi có thời gian rảnh My và Huy đều rủ tôi đi đây đó Mới đầu tôi không có tâm trạng chơi bời Tôi cũng nhiều lần từ chối Nhưng hai người họ hết lần này đến lần khác Đều không chịu bỏ cuộc My thấy tôi ngày càng thu mình Không còn vui vẻ hay cười như trước Con bé lại ngồi riêng Để nói với tôi Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể Khuyên hết nước hết cái Thấy My thương tôi như vậy tôi không muốn con bé cũng buồn theo tôi nên dần dần tôi mở lòng ra một chút mỗi cuối tuần đều đi chơi với hai người bọn họ cũng kể từ khi đó mối quan hệ giữa tôi và huy tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp nhau mặc dù không phải quá thân thiết nhưng cũng xem nhau như bạn bè anh ta cũng không ít lần giúp đỡ tôi mấy chuyện nhỏ nhặt có lần tôi hỏi huy tại sao anh đối xử với tôi tốt như vậy Tôi tốt đấy Với một người Đâu cần cho họ biết lý do Anh có chắc không Tôi muốn thay đạt Làm tất cả mọi thứ mà cậu ấy chưa kịp làm Từ việc báo hiếu với bố mẹ Chăm sóc tốt cho mẹ Và còn cả Còn cả em Nên việc tôi đối xử tốt với mọi người Là điều tôi cần phải làm Nhắc đến Đạt Đầu óc của tôi trở nên mơ hồ Khi mà Huy nói như vậy Tôi không suy nghĩ sâu xa gì nhiều Tôi không hiểu hết được ý nghĩa Của việc chăm sóc tốt cho cả tôi Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng Huy là bạn thân của gia đình Đạt Và anh ta có lòng tốt Thay Đạt làm mọi chuyện Như vậy không có gì để nói Tám tháng qua đi Có lần ba chúng tôi đi qua một cửa hàng Bán chậu cây cảnh nhỏ Mà ngày trước tôi và Đạt đã từng đến tôi bước vào bên trong đưa mắt tìm kiếm chậu hoa nhỏ màu trắng ở vị trí cũ tôi tiến lại gần chọn một chậu hoa nhài đẹp nhất ngắm nó mãi mà không hề biết rằng nước mắt của mình đã chảy xuống từ bao giờ đến khi huy đứng trước mặt tôi và đưa cho tôi một tờ giấy em dùng đi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh đưa tay cầm lấy tờ giấy trên tay anh ánh mắt vô tình nhìn đến bàn tay còn lại của huy đang cầm một chậu xương rồng nhỏ anh huy anh thích xương rồng sao không anh mua nó cho em tại sao anh lại mua xương rồng cho em chẳng phải là em rất thích xương rồng sao đúng ý em là tại sao anh biết mà mua cho em là đạt nói cho anh nghe vẫn là anh đạt nói hai người họ thân nhau đến như vậy chắc hẳn không ít chuyện liên quan đến tôi đạt đều kể cho bản thân anh nghe tôi không hề giận đạt chuyện này mà ngược lại cảm thấy hạnh phúc bởi vì trong câu chuyện của anh và bản thân tâm trí của anh luôn luôn hướng về tôi giới thiệu cho bạn anh biết về tôi mà không hề che giấu tôi đưa tay ôm lấy chậu xương rồng cũng không quên nói lời cảm ơn với huy lúc này my cũng chọn xong cho mình một chậu hoa mà con bé yêu thích đi đến phía hai chúng tôi thấy mắt tôi đỏ lên My vội vàng hỏi Kìa chị Thư Sao chị lại khóc à Chị không sao đâu Chị nhớ lại một chút kỷ niệm Lại không kiềm lòng được Chị ơi chị đừng buồn Ừ Chị biết rồi Lần sau chị sẽ tiết chế cảm xúc lại Cả Huy và My đều không nói gì Chỉ đưa mắt nhìn đến tôi đầy sự thương cảm Tôi nhìn hai người bọn họ Cố gắng nở ra một nụ cười có như không sau đó đi đến quầy thanh toán và ra về trên đường trở về nhà my nắm lấy tay của tôi đến bao giờ chị mới có thể quên được anh em chứ chị không muốn quên chị thư à chị không muốn quên nhưng mà em xin chị đấy chị cất giữ những kỷ niệm của hai người vào tận sâu trái tim được không chị còn trẻ Tương lai nên mở lòng đón nhận Và yêu người mới đi chứ Chị cứ như thế này Không chỉ mẹ chị buồn Gia đình em cũng buồn và ai nấy Người thương chị Cũng không thấy thoải mái đâu Gia đình em tại sao vậy ai nấy Mọi người đâu có làm sai gì với chị chứ Nhưng vì sự ra đi của anh Đạt Mà khiến cho chị buồn như thế này Gia đình em mà nghĩ như thế Người ai nấy là chị đây này Chị biết mình cần phải làm gì rồi chị cũng mở lòng nhưng mà bây giờ chị chưa muốn, My em đừng lo lắng cho chị. Em rất mong chị sẽ gặp một người đàn ông tốt, yêu thương, trở che cho chị. Nếu một ngày không xa, có người đàn ông đó xuất hiện thì chị phải hứa với em, chị phải cho người ta một cơ hội. Chị đừng khép mình thế này, có được không? Ừ, chị không hứa trước nhưng Chị sẽ cố gắng Hai đứa chúng tôi nói chuyện với nhau Mà không quan tâm gì đến Huy đang ngồi ghế trước lái xe Lúc đó tôi không hề biết rằng Người đàn ông tốt mà mi nhắc đến Đang ở rất gần tôi Chỉ tiếc sau này chúng tôi không có duyên ở bên cạnh nhau Anh đi con đường riêng của anh Cùng với một người con gái khác Còn tôi, tôi tiếp tục cô độc Bước về phía trước trên con đường đầy gai gốc Đầy bão rông Dừng xe trước cổng nhà tôi Huy bước xuống mở xe cho tôi và mi Sau đó giúp tôi mang theo Chậu cây cảnh vào trong nhà Đến cửa phòng khách Thấy mẹ đang đứng trên ghế cao Cố dốn người thay bóng đèn điện Tôi lên tiếng Mẹ ơi mẹ làm cái gì thế ạ à? à mẹ đang thay cái bóng đèn bị cháy Nếu không ấy tối nay Lại không có điện mà dùng Mẹ cứ xuống đi Không ngã bây giờ để con giúp Không sao đâu con Thay một tí là xong ấy mà. Thầy mãi mà mẹ không tháo được bóng điện xuống, chân thì dớn trên ghế, tôi sợ mẹ bị ngã nên bảo mẹ xuống mà mẹ tôi vẫn không chịu. Lúc này thì Huy lên tiếng. "Cô ơi, cô xuống đi ạ, à, để cháu thay giúp cô. Cao như vậy cô không với tới đâu." Tôi nói thì mẹ không nghe, vậy mà Huy vừa lên tiếng thì mẹ tôi vui vẻ dừng lại. "Ờ thì cháu giúp cô với." cô cứ với mãi mà nó không tới. dạ vâng ạ. À. sau khi mẹ ước xuống, huy đứng lên ghế giúp mẹ tôi. dáng người anh cao lớn, lại nhanh nhẹn, chẳng mấy mà giúp mẹ tôi thay xong bóng điện mới. mẹ nói với huy. nhà có hai người phụ nữ, nên mấy chuyện này toàn là tự mình phải làm. cũng may hôm nay có cháu đến đây. dạ vâng. lần sau trong nhà có gì cần đến đàn ông con trai, cô cứ gọi cho cháu. Cháu qua giúp mẹ con cô ạ à? Tôi ngại quá Nên lên tiếng Không cần đâu anh Mấy chuyện này em làm được Anh còn bận công việc của anh mà Kìa thư Anh không thấy phiền đâu Lúc này mi mới lên tiếng Đúng rồi đấy chị Chị cứ nhờ anh Huy giúp chị đi Chị không cần phải ngại gì đâu Anh ấy sảnh lắm Có nhiều thời gian Những việc đàn ông ấy, Chị cứ để anh ấy làm giúp chị không chỉ mẹ tôi nhờ đến Huy Mà ngay cả My cũng nói như vậy Tôi không khước từ Mà chỉ ẩm ừ cho qua Huy và My ngồi lại nói chuyện Với mẹ con tôi một chút Lúc định ra về Thì mẹ tôi lại giữ hai người họ lại ăn cơm Bình thường có mỗi Mi thì tôi còn giữ Nhưng mà hôm nay lại còn có cả Huy Tôi ngại anh chê nhà tôi điều kiện không tốt Nên tôi không dám nhiệt tình Mà có ý muốn từ chối nhưng cả ba người chẳng quan tâm đến tôi Vui vẻ xuống bếp phụ mẹ Giúp tôi nấu cơm Cuối cùng tôi đành miễn cưỡng chấp nhận Thời gian cứ chậm chậm trôi đi Ngày tôi tốt nghiệp đại học Ngoài mẹ ở bên cạnh Thì My và Huy cũng tới Và mang theo cho tôi Một bó hoa rất to Lúc bốn người chúng tôi ra một góc sân trường chụp ảnh Thì Thủy từ đâu bước đến Nó bảo với tôi Này con kia Mày chụp ảnh mà mày không gọi tao gì cả Tao cứ tưởng mày bận chụp với bạn Với gia đình mày Nên tao không gọi Bận thế nào thì bận Phải chụp chung với bạn thân chứ Tôi mỉm cười với Thủy Kéo nó đứng lại bên cạnh mình Dù nó chụp chung ảnh với chúng tôi Hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của nó Từ sáng đến bây giờ Ngó nghiêng tìm nó mãi Đến tận bây giờ tôi mới nhìn thấy mặt Năm người chúng tôi chụp chung với nhau rồi tôi chụp riêng với mẹ Chụp riêng với Thủy Sau đó chụp chung với My và Huy một bức Tấm nào cũng như tấm nào Nụ cười trên môi của tôi Không thể nào sáng rỡ Tôi chỉ mỉm cười thôi Tôi thầm ước giá như có đạt bên cạnh lúc này Thì tôi hạnh phúc biết mấy Chỉ tiếc là không được Tôi chỉ có thể mang theo tấm bằng Đến khoe với anh Sau này mà thôi Lúc sau Thủy định rời đi chụp cùng bạn bè thì nó có chúc mừng tôi Chúc mừng mày nhá Được hẳn bằng xuất sắc luôn Thì mày cũng được bằng giỏi mà Nhưng mà tao vẫn thua mày Sau này đi làm mới biết hơn thua thế nào chứ Lúc đó mày giàu ú ụ Mà tao vẫn còn nghèo Thì nó lại khác Lúc đó thì tính sau Này, người đàn ông kia là ai thế? Là bạn thân của anh Đạt Thân với gia đình của mi lắm Tao hay đi với mi nên thành ra bọn tao cũng là bạn của nhau. Từ ngày cái mi hay đi với mày, là mày quên luôn đứa bạn như tao? Đâu có, tao vẫn coi mày là bạn thân, chỉ là không còn hứng thú đi chơi nên tao cũng ít lượn lờ cùng mày như trước. Thôi tao chỉ đùa thế thôi, chỉ cần còn bên nhau hiểu nhau, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau thì chúng ta mãi là bạn thân. Tao không ghen tị chuyện mày đi với người khác nhiều hơn tao đâu. Cảm ơn mày vì mày ở bên tao nhiều năm như vậy. Tao còn ở bên mày dài dài mà, yên tâm nhá. Tôi và Thủy ôm nhau ít giây, sau đó để cho nó đi về với người thân của nó, còn lại thì tôi ra chụp ảnh với lớp đại học, sau đó cũng ra về cùng với mọi người, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà của Mi. Tôi đứng trước bàn thờ của Đạt, cầm trên tay tấm bằng đại học và dơ lên cho anh xem em tốt nghiệp rồi đây này được lại xuất sắc luôn anh có vui không hôm nay em chụp ảnh với mọi người nhiều lắm nhưng tiếc là không có anh sau này cũng vậy mỗi sự kiện quan trọng trong cuộc đời em đều không có anh đồng hành rồi vậy là anh rời xa em được gần một năm rồi đấy mỗi lần nhớ đến anh em không còn mít ướt như trước em sẽ sống như cây xương rồng mà em thích có như thế nào Em cũng mạnh mẽ vượt qua Anh cứ yên tâm nhé Tôi cứ nói chuyện với Đạt được một lúc Thì My gọi tôi xuống dưới nhà dùng cơm Lúc ăn cơm bác trai hỏi tôi Có dự định làm việc ở đâu chưa Trước đó lúc tôi còn học trong trường Cũng có một hai công ty nhận Nhưng bởi vì chưa tìm hiểu kỹ về các công ty Nên tôi chưa xác định làm việc ở đâu Nên tôi đang đợi tính sang tuần Lên mạng tìm hiểu một chút sau đó mới làm cv xin việc hai bác nghe vậy thì chúc cho tôi sớm tìm được một công việc tốt có mức lương ổn định để chăm lo cho hai mẹ con sang tuần tôi viết cv xin vào một công ty trước đó có ý muốn nhận tôi vào làm vừa mới đến nộp xin việc cho phòng nhân sự thì chiều hôm đó họ gọi điện báo với tôi rằng tôi đã được nhận vào làm và kể từ ngày hôm đó trở đi tôi bắt đầu với công việc mới đi làm kiếm tiền báo hiếu cho mẹ. Hơn 2 tháng sau đó vào một ngày cuối tuần, tôi được nghỉ ở nhà, đang cùng với mẹ nấu ăn trong bếp thì bên ngoài có tiếng còi xe ô tô. Tôi ngó ra cổng nhìn thì thấy xe của Huy đang đỗ gần đó. Tôi đi ra ngoài, giúp Huy mở cổng vào bên trong. Anh đến chơi à? Ờ, à, Mi đâu? Mi không đi cùng anh à? Ừ, anh từ nhà qua đây nên không rủ con bé anh qua thăm em và mẹ em dạ vâng mẹ em đang trong bếp nấu ăn anh vào trong nhà đi huy bước vào bên trong lên tiếng chào mẹ tôi còn mẹ thấy anh đến thì non đả nói chuyện huy đi à đến chơi à cháu dạ vâng cuối tuần cháu ở nhà hơi chán nên cháu qua thăm cô thì cứ rảnh rỗi không có việc gì qua đây chơi với cô cuối tuần hai mẹ con cô có phải đi làm đâu cũng không đi đâu chơi, lúc nào cũng có nhà. dạ vâng ạ. À. mà mọi lần thấy mi hay qua đây cùng cháu. hôm nay con bé không đến à? cháu qua đây mi không biết. chắc là cuối tuần con bé mải chơi với bạn bè. tôi để cho huy ngồi nói chuyện với mẹ, còn mình đi xuống bếp nấu bữa trưa. mẹ thấy tôi rời đi thì nhắc tôi chuẩn bị thêm cả phần ăn của huy. tôi không có ý kiến, vì dù sao đây không phải lần đầu tiên mẹ tôi giữ anh ở lại ăn cơm chỉ khác lần này có một mình anh chứ không có mi đi theo nữa sau khi nấu ăn xong huy xuống bếp giúp tôi mang đồ ăn ra bàn trong lúc dùng bữa mẹ vẫn không ngừng nói chuyện với huy có vẻ như hai người họ nói chuyện rất hợp lần nào gặp cũng đều nói không hết chuyện năm nay huy cũng hai bảy rồi nhở thế có người yêu chưa dạ cháu chưa Đẹp trai có điều kiện mà lại chưa có à? Chắc là kém chọn chứ gì. Người hợp với cháu ấy, chắc là mấy cô tiểu thư xinh đẹp giàu có. Người ta hay nói cái câu gì nhỉ? Môn đăng hộ đối. Tôi sợ mẹ hỏi chuyện riêng tư của Huy khiến cho anh không vui. Tôi vội vàng kéo tay của mẹ, nháy nháy mắt ý bảo mẹ đừng hỏi mấy chuyện đó. Nhưng Huy có vẻ rất nhiệt tình, anh cười và trả lời mẹ tôi. Cháu không kém chọn lắm cũng không cần người yêu cháu phải xuất thân giàu có. Cháu cần một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, xinh đẹp là khiến cho cháu rung động rồi. Thế cơ à? Tuy cho có người yêu thì cháu để ý đến cô gái nào chưa? Nghe mẹ hỏi như vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, cũng vừa lúc ánh mắt của anh chạm đến ánh nhìn của tôi. Tôi không hiểu vì sao đột nhiên Huy lại nhìn mình. Tôi có chút hơi ngại, vội vàng cụp mắt xuống. Tiện tay lấy một miếng thức ăn gấp và bỏ vào bát cho mẹ. Dạ cháu có đang thích thầm một cô gái, nhưng lại không biết cô ấy có thích cháu không. Nếu mà cháu thích, ấy, cháu phải bày tỏ ra. Biết đâu cô gái kia cũng thích cháu thì sao? Dạ vâng, cháu cũng tính nói cho cô ấy biết. Ừm, cô chúc cháu có được tình yêu như mình muốn. Khi nào có người yêu, phải ra mắt cho cô nghe chưa? Dạ vâng cháu nhất định sẽ giới thiệu cho cô tôi nghe hai người họ nói chuyện với nhau mà chả nói được câu nào chỉ biết ngồi ăn và lắng nghe đến khi dùng xong bữa trưa tôi đứng dậy đi rửa bát còn huy giúp tôi lau dọn bàn ghế mẹ tôi thấy anh chăm chỉ như vậy thì cứ tấm tắc khen còn bảo rằng nếu như không phải là huy đã có người trong lòng thì hy vọng rằng chúng tôi sẽ thành một đôi huy nghe vậy thì không có chút gì là tỏ ra khó chịu mà chỉ cười với mẹ tôi còn tôi lập tức ra hiệu cho mẹ đừng có gán ghép linh tinh huy là bạn thân của đạt tôi không thể nào có tình cảm với anh ấy được với lại cho đến thời điểm hiện tại tôi chưa thể nào vơi bớt tình yêu tôi dành cho đạt sau khi tôi dọn dẹp xong mẹ bà muốn đi ngủ trưa nên về phòng nhường lại không gian ngoài phòng khách cho hai đứa chúng tôi nói chuyện lúc này tôi nói với huy Mẹ em vừa mới nói đùa đấy Anh đừng có để bụng nhá Ừ, anh không để bụng đâu Anh không về nhà nghỉ trưa sao Em đang muốn đuổi anh về à Dạ không có Em sợ anh mệt Nên anh cần nghỉ trưa Không sao, anh không thấy mệt Còn em Em buồn ngủ rồi à Đúng là tôi có hơi buồn ngủ thật Cũng muốn Huy về sớm để mình được nghỉ ngơi Nhưng có vẻ như Huy không muốn về nên tôi không dám nói thẳng <laughs> dạ em chưa ngồi nói chuyện với anh một lúc cũng được ạ à? anh có chuyện muốn nói với em dạ vâng em nghe đây huy im lặng ít giây sau đó mới chậm rãi nói thư này anh anh yêu em em cho anh cơ hội để chăm sóc em có được không Tôi hơi ngớ người Ngước mắt nhìn đến anh Ánh mắt anh kiên định nhìn tôi đầy chân thành Anh đang đùa em đấy à Anh nói với mẹ em Anh có người trong lòng rồi mà Người đó là em Chẳng nhẽ lâu nay Em không nhận ra sao Thật ra thời gian qua Nhìn cái cách mà Huy quan tâm đến tôi Để cho tôi biết rằng Thứ tình cảm anh dành cho tôi không đơn thuần là tình bạn bình thường Nhưng tôi luôn tìm cho mình một lý do để bào chữa cho suy nghĩ của mình bởi vì huy là bạn thân của đạt nên là anh ấy nhất định không nảy sinh tình cảm với tôi sự quan tâm của anh chỉ là vượt mức tình bạn một chút bởi vì muốn thay anh đạt chăm sóc cho tôi chưa đây không hẳn là tình yêu nam nữ nhưng mà hôm nay chính miệng huy nói ra anh nói rằng anh yêu tôi tôi không thể nào tiếp nhận được tình cảm của anh thứ nhất vì huy là bạn thân của đạt thứ hai là tôi còn yêu đạt Tôi chưa thể nào quên được anh ấy. Tôi chỉ muốn giữa hai chúng tôi là tình cảm bạn bè, anh em thân thiết. Thế nên tôi từ chối Huy. Anh Huy này, em không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh được. Anh hãy tìm một cô gái khác hợp hơn với anh. Nhưng anh không muốn tìm ai khác. Anh muốn chăm sóc cho em. Nhưng em là vợ của bạn thân anh. Lần đầu tiên mình gặp nhau, anh thấy em mặc váy cưới rồi mà em và cậu ấy chưa cưới nhau đạt cũng em đừng vội từ chối được không em cho anh một cơ hội có được không nhưng anh biết mới chỉ hơn một năm em không thể nào quên ngay đạt được anh không ép em nhưng chỉ cần em cho anh cơ hội được theo đuổi em em đừng khước từ anh anh có thể đợi đến ngày em chấp nhận anh đợi bao lâu cũng được anh không sợ việc phải chờ đợi Tôi đang phần vần không biết phải trả lời Huy làm sao Thì đúng lúc này mẹ tôi từ trong phòng bước ra Tôi không biết mẹ tôi đã nghe được những gì Từ câu chuyện của hai chúng tôi Kể thư Mẹ thấy Con nên cho Huy một cơ hội Mẹ cũng muốn con gái mẹ Có người chăm sóc Mẹ Mẹ biết Con còn tình cảm với Đạt Nhưng con còn trẻ Chưa có ràng buộc gì với người cũ con cũng cần phải tìm cho mình một người mới để sau này còn kết hôn và sinh con chứ nhưng đó là chuyện sau này để sau này hãy nghĩ đến còn bây giờ mẹ muốn con nghĩ từ bây giờ mẹ tin ấy là thằng đạt nó ở thế giới bên kia nó cũng mong con được hạnh phúc gia đình bên đó cũng mong muốn như vậy mà nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ nhìn tôi ánh mắt thâm tình của huy dành cho tôi Tôi không muốn làm hai người họ hụt hẫng Tôi biết Bây giờ mình chưa quên được tình cảm với Đạt Nhưng sau này tôi bắt buộc phải yêu một người mới Lập gia đình Và sinh con Để báo hiếu cho mẹ Cho nên dù không thể ngay lập tức yêu Huy Nhưng tôi nghe lời của mẹ Cho Huy cơ hội tìm hiểu tôi Cũng là tìm hiểu thôi mà Chưa có phải là đồng ý Làm người yêu ngay đâu Nên tôi gật đầu đồng ý kể từ hôm đó huy đường đường chính chính theo đuổi tôi hôm nào anh cũng qua nhà tôi rất sớm đưa đón tôi đi làm tôi không thấy phiền bởi vì ngày nào anh cũng xuất hiện bên cạnh mình mà chỉ không muốn sáng sớm tinh mơ anh chạy xe qua nhà tôi mua đồ ăn sáng cho mẹ con tôi rồi ngược đường đưa tôi đi làm nhiều lần tôi khuyên huy nhưng anh lại nói với tôi cứ để anh làm những gì mà anh muốn nên tôi không nói nhiều được để cho anh làm những gì anh cảm thấy thoải mái nhất chuyện huy có tình cảm với tôi rất nhanh cũng truyền đến tai gia đình của my mọi người không những nhiều lần cố tình tạo không gian riêng tư cho chúng tôi mà còn không ngừng động viên tôi đón nhận tình cảm của huy mà người hăng hái nhất trong mối quan hệ của hai chúng tôi lại chính là con bé my mỗi lần em ấy gặp tôi lại nói với tôi chị thư này anh huy là người tốt đấy em tin có anh ấy chăm sóc chị Gia đình em cũng yên tâm Mà anh Đạt ở thế giới bên kia Cũng vui vẻ Chúc phúc cho anh chị Chị vẫn còn tình cảm với anh trai của em Sợ rằng không mở lòng mà yêu Huy được Nếu như bây giờ chị chấp nhận tình cảm của anh ấy Nhưng trái tim của chị Lại không hướng về phía anh ấy Chẳng phải là thiệt thòi cho Huy sao Đến khi anh ấy biết được Anh ấy sẽ bị tổn thương Mọi thứ của anh Huy đều ok Em tin ý, là chỉ cần chị gật đầu Cho anh ấy một cơ hội Thì anh ấy sẽ giúp chị Quên đi tình cảm cũ kia Chẳng phải người ta thường hay nói Muốn quên đi tình cũ Phải có tình yêu mới à Chị không biết Chị không muốn quên đi tình cảm với anh Đạt Chị không muốn làm Huy tổn thương Nhưng mà Mẹ chị ngày một phiền lòng vì chị chị không muốn làm mẹ chị khổ tâm. Em thấy thế này nhá, chị đồng ý làm người yêu của anh Huy thì chị giải quyết được mọi chuyện, không làm anh Huy tổn thương, không làm mẹ chị khổ tâm và chị không phải suy nghĩ gì cho anh trai em. Chị sẽ cố gắng để tiếp nhận anh Huy, nhưng nếu không thể, chị mong anh ấy thông cảm cho chị và tìm một người con gái phù hợp với anh ấy hơn. Từ ngày tôi đi làm, tôi rất ít khi gặp Thủy. Chúng tôi thường chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Không phải là do tôi bận đến không có thời gian gặp nó, mà là nó bận đến không có thời gian để gặp tôi. Nhưng một tháng, chúng tôi cố gắng hẹn hò một hai lần, mà mỗi lần gặp nhau, nó lại hỏi tôi là có người yêu mới chưa. Tôi chưa kể cho nó chuyện giữa mình và Huy. Mỗi lần nó hỏi tôi vấn đề đó, tôi đều cười nhạt rồi nói lảng sang chuyện khác cũng không ít lần tôi hỏi nó đến bao giờ mới chịu yêu thì nó lại bảo khi nào duyên đến thì thôi và cứ như vậy cuộc sống của tôi bình dị trôi qua ngày này qua ngày khác một tháng ba mươi ngày thì phải hai mươi chín ngày huy xuất hiện trước tầm mắt của tôi dần dần tôi đã quen với sự hiện diện của anh nhiều lúc không thấy anh tôi lại cảm thấy thiếu thiếu một cảm giác gì đó không nói rõ thành lời không phải là cảm giác ngóng đợi người mình yêu nhưng nó cũng giống cái cảm giác trông ngóng người thân nhiều hơn như vậy một chút tôi cứ nhớ mỗi cuối tuần được nghỉ huy đều đưa tôi đi chơi dạo quanh trong thành phố có những lần vô tình đi qua hay dừng chân ở những nơi mà tôi và đạt đã từng đi qua bất giác trong ký ức của tôi lại ùa về những kỷ niệm ngày xưa với đạt nhiều khi trong vô thức tôi còn được nhìn hình ảnh của đạt qua huy rồi tôi lại vô thức gọi nhầm tên đạt và nhắc đến chuyện riêng của hai đứa mà tôi không hề nghĩ rằng liệu những hành động lời nói sơ ý của mình có làm tổn thương đến huy hay không mỗi lần huy nghe tôi gọi nhầm tên anh anh không hề tỏ ra khó chịu anh vẫn ân cần vị tha với tôi có vài lần tôi muốn nói rằng hay là anh đừng quan tâm tôi nữa hay là anh tìm một cô gái khác đi tôi không muốn làm anh tổn thương nhưng lần nào cũng vậy anh đều đáp lại tôi bằng sự dịu dàng đẹp đẽ với ánh mắt chỉ cần em ở đây thời gian bao lâu anh cũng đều đợi được tôi không biết phải làm sao tôi chỉ biết thở dài mà nói lời xin lỗi với huy nhưng anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của tôi em không cần làm gì em không cần xin lỗi anh yêu một người sâu đậm như vậy không thể nói quên là quên được điều đó chứng tỏ em là một người nặng tình nặng nghĩa nếu em muốn xin lỗi anh em mở lòng đi em đón nhận em yêu thương anh đi em cho anh một cơ hội để chúng ta làm những việc mà trước kia cậu ấy chưa làm cho em không nhớ đến những chuyện buồn xưa cũ em đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh mình hãy cùng nhau giúp em giải thoát khỏi cái nỗi đau này nhé ngày trước mặc dù công việc của đạt rất bận nhưng anh ấy đã hết lòng yêu tôi làm mọi thứ vì tôi giữa đạt và huy có những điểm tương đồng và có những điểm khác nhau cách yêu của hai người họ cũng hoàn toàn khác nhau với đạt những lúc ở bên cạnh anh ấy tôi có thể làm một cô gái yếu đuối để anh ấy chăm sóc bảo vệ tôi lúc không có anh ấy tôi phải trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ mình có những lần đang nói chuyện với đạt mà anh đột nhiên biến mất tôi đều đợi anh quay lại như lúc hẹn hò anh có việc bận anh lại rời đi tôi biết đó là đặc thù công việc của anh yêu một người làm cảnh sát mình phải chịu cực phải chịu được cái cảnh khi bị bỏ rơi vì vậy tôi chưa từng một lần trách anh hay giận dỗi gì anh nhưng dù anh không bên cạnh tôi lúc quan trọng anh vẫn gửi gắm tôi cho gia đình của mình với huy dù là lúc anh có bên cạnh tôi hay là không anh vẫn luôn cho tôi một cảm giác rằng anh luôn ở phía sau để theo dõi tôi, chỉ cần tôi có việc gì, dù là lớn hay nhỏ, anh đều ngay lập tức xuất hiện, cũng không để ý đến công việc của anh có bận rộn hay không. Một người là cảnh sát, bận việc không thể bỏ ngang, một người là doanh nhân, có thể gạt bỏ mọi công việc, một người luôn song hành bên cạnh mình, còn một người luôn ở phía sau theo dõi. Cả hai đều muốn bảo vệ tôi, nhưng là bảo vệ theo cách riêng của mỗi người. Và như vậy, Tôi chẳng nỡ lòng nào dứt khoát với Huy Chỉ biết cố gắng khắc phục Không để mình gọi nhầm tên anh Không nhắc lại những chuyện xưa cũ Làm cho Huy tổn thương Từ sau khi đạt ra đi Cả cuộc sống và con người của tôi đều rất chán trường Cứ tiếp tục như vậy Tôi sợ bản thân thật sự Không bước qua khỏi thế giới đó Tôi đã luôn đem cánh cửa trái tim mình đóng thật chặt Nhưng có lẽ bắt đầu từ bây giờ Là lúc mở ra một khe hở Để ánh mặt trời bên ngoài có thể xuyên thấu sưởi ấm trái tim của tôi. Anh Huy này, em không hứa có thể một sớm một chiều yêu anh, nhưng mà em hứa, em sẽ quên đi những chuyện đau lòng trong quá khứ, cất giữ những kỷ niệm đẹp. Em sẽ cố gắng và hiểu anh nhiều hơn. Em đã lựa chọn cho anh một cơ hội, em phải có trách nhiệm với lựa chọn đó. Em sẽ cố gắng bước về phía trước sẽ không bao giờ quay đầu lại anh ở bên cạnh cùng em bước về phía trước cho dù em muốn quay đầu anh nhất định cũng quay đầu cùng em em không cần phải cố gắng vì cái gì cũng cần phải có thời gian quá gương ép không phải là chuyện tốt anh ở bên cạnh em cùng em vượt qua em cứ yên tâm nhé khi nghe huy nói như vậy lòng tôi vừa xúc động vừa muốn cảm ơn anh vì thời gian qua anh luôn bên cạnh tôi từ người lạ, bạn bè rồi trở thành người yêu thương che chở cho tôi hết lòng. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian quen biết, tôi chủ động ôm Huy một cái. Lúc đó Huy cũng bất ngờ khi mà nhìn thấy tôi chủ động như vậy. Nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại tôi, đặt lên trên đầu tôi một nụ hôn rất nhẹ. Thầm thoát thời gian trôi đi. Cũng hai năm rồi, từ ngày chúng tôi gặp nhau, Tôi không nghĩ rằng bản thân lại càng ỉ lại Huy như vậy Và cũng không nghĩ rằng Lại nhanh chóng đón nhận tình cảm của Huy đến thế Có lẽ là vì sự chân thành của anh Vì sự vun vén động viên của mẹ và gia đình My Mà tôi mới dễ dàng mở lòng đến như vậy Tuy đến thời điểm hiện tại Không nói rõ ràng Là tôi yêu Huy hoàn toàn Nhưng mối quan hệ của chúng tôi Được xem là khá hơn trước Trong lòng của tôi cũng le lói những cảm xúc Của một người đang yêu Chỉ là chưa dám Nói lời yêu thương với Huy Một ngày tôi tự mình ra thăm mộ cô Đạt Mà không để cho ai biết Anh Đạt Hơn 2 tháng rồi em mới đến đây Anh có nhớ em không? Hôm nay em ra đây một mình Em không đi cùng với Huy hay với My Bởi vì Hôm nay em có chuyện muốn nói riêng với anh Nếu em yêu người mới Anh có trách em không? hai năm anh rời xa em rồi thời gian không đủ dài để em quên mọi thứ nhưng em cũng mặc váy cưới đến đây để kết hôn cùng anh vậy mà bây giờ em lại muốn yêu người mới anh có trách em là kẻ phụ bạc hay không chắc là không có đúng không anh anh hiểu cho em mà có đúng không anh cho phép em cất giữ tình cảm của chúng ta vào ký ức để em đón nhận anh ấy nhé Em rất muốn được gặp anh một lần trong mơ Anh về gặp em một lần có được không Anh cho em biết đi Anh cho em biết em phải làm gì vào lúc này đi Tôi nói chuyện với Đạt không lâu Thì cũng ra về Nhưng lúc muốn đi ra đường lớn để bắt xe về Thì tôi có gặp một tên ất ơ chạy lại Muốn giật túi sách của tôi Theo bản năng tôi giữ khư khư trong lòng Miệng không ngừng kêu cứu Nhưng gần nghĩa trang thì làm gì Có ai giúp tôi chứ tôi định chạy đi và không có ý đưa túi sách cho hắn hắn liền chắn tôi lại con kia mày bỏ tay ra tao lại xiên cho một phát bây giờ tôi định chạy và không có ý định đưa túi sách cho hắn hắn ta có rào tôi cũng sợ lắm đoạn đường vắng như vậy tôi còn là một đứa con gái kêu gì cũng không đánh lại được tên này nhưng mà tiền bạc tôi có thể cho hắn còn điện thoại thì không Bởi vì trong điện thoại không chỉ có tài liệu quan trọng Liên quan đến công việc của tôi Mà trong đó còn có những tấm hình Những kỷ niệm của tôi và Đạt Tôi mất anh rồi Tôi không muốn những kỷ niệm của hai đứa tôi Tôi cũng không giữ lại được Thế nên tôi nhất quyết không chịu khuất phục Nhưng tôi không dám phản kháng Mà thương lượng với hắn Tôi đưa ví tiền cho anh Rồi anh tha cho tôi được không Đâu Mày đưa ra đây tao xem nào Mày có bao nhiêu tiền Nhanh lên Tôi cố gắng giữ bình tĩnh Không tỏ ra sợ hãi Mở túi sách lấy ví đưa cho hắn Trong lúc hắn đang mở ví ra kiểm tra xem có bao nhiêu tiền Thì tôi nhân cơ hội lấy điện thoại đút vào túi áo Rồi lấy túi sách đập liên tục vào đầu hắn Rồi bỏ chạy thật nhanh ra phía đường lớn Nhưng tiền đó chạy nhanh hơn tôi tưởng Hắn túm được tóc của tôi giật ngược lại Làm tôi ngã lăn xuống đất văng điện thoại sang bên cạnh tiền đó thấy điện thoại của tôi rơi ra liền vươn tay cầm lấy tôi vội vàng đứng dậy lao tới giành giật với hắn hắn không chịu trả cho tôi thấy tôi vừa giành lại vừa gào lớn tiếng hắn bực mình vung tay định đâm tôi lúc nhìn cánh tay cầm dao của hắn giơ lên cao tôi cứ tưởng rằng lần này chắc là tôi xong đời rồi nhưng thật là may lúc đó có một người đàn ông kéo ngược tôi trở lại dơ chân, đá cho tiền khốn kia một phát, ngã ngửa ra đất người đứng trước mặt tôi lúc này không ai khác chính là Huy nhìn thấy Huy ở đây tôi mừng đến phát khóc tôi ôm chặt anh vào lòng và khóc nức nở thành tiếng nào đừng khóc có anh đây rồi sao anh lại ở đây em cứ tưởng lần này mình xong đời rồi chứ đừng nói linh tinh không sao đâu, anh đưa em về Tôi ở trong lòng của Huy gật gật Anh tách người tôi ra Nhìn đến tên kia đang nằm vật ra đất ôm bụng Đàn ông con trai không làm ăn đàng hoàng Lại muốn đi cướp giật Cầm lấy tiền rồi tìm việc tử tế Nghe không Nếu không ấy tôi cho vào tù bây giờ Nói xong Huy lấy ví tiền Rút cho hắn mấy tờ 500 nghìn Nhưng có vẻ hắn không phục Vừa rồi lại bị anh đá trong một phát Nên cứ dương mắt chằm chằm nhìn anh Huy không quan tâm đi lại gần hắn nhặt túi sách và ví tiền của tôi cũng không quên cầm chiếc điện thoại trong tay của hắn sau đó xoay người đưa tôi rời đi nhưng lúc chúng tôi định rời đi thì tên điên đó lại đứng dậy nhặt con dao cách đó không quá một bước mà lao về phía chúng tôi vì quá bất ngờ ập tới lại không đề phòng chỉ vì bảo vệ tôi mà huy tiến đến chắn phía trước cho tôi cuối cùng người bị đâm lại chính là anh thấy người bị thương phía xa xa lại có bóng dáng người đi tới. Tiền khôn đó sợ hãi quá, liền quay đầu bỏ chạy, mặc cho vết thương của Huy đang bắt đầu chảy máu. Nhìn con dao cắm thẳng vào bụng của Huy, vết thương không ngừng chảy máu. Tôi sợ đến bùn rùn chân tay. Tôi chỉ biết ôm lấy Huy mà khóc, miệng thì không ngừng kêu cứu với một nhóm người đang tiến lại gần. Trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, Huy rất bình tĩnh, một tay anh ôm lấy vết thương Một tay đang cầm túi sách Anh khó khăn nói với tôi Em đừng sợ Anh không sao đâu Túi sách của em này Lúc này mà anh còn để ý đến túi đồ của tôi làm gì chứ Nếu ngay từ lúc đầu Tôi vứt cho tin khôn đó Thì không biết chừng chả có chuyện gì xảy ra Tôi vừa khóc vừa nói với anh Em không cần Em chỉ cần anh bình yên thôi Anh cố chịu một chút Em nhờ nhóm người kia Đưa anh đến bệnh viện nhé Điện thoại của em trong đó Có thứ quan trọng với em mà Bấy lâu này dù không muốn nói ra Nhưng tôi nghĩ rằng Huy cũng hiểu được Chiếc điện thoại của tôi Quan trọng với tôi như thế nào Nhưng bây giờ tính mạng của anh là quan trọng nhất Tôi lo cho anh nhiều hơn là lo mất chiếc điện thoại kia Tôi đỡ Huy ngồi xuống Rất nhanh nhóm người kia cũng đi tới chỗ chúng tôi Thầy Huy bị thương nặng Liền giúp tôi dìu anh lên xe rồi đưa Huy đến bệnh viện Đến bệnh viện Huy được đẩy vào phòng cấp cứu Tôi ở bên ngoài đợi anh Mà chỉ biết cầu trời Cho anh bình an vô sự Đừng để anh gặp chuyện gì không hay Chứ không cả đời này Tôi sẽ áy náy không thôi Một mình bên ngoài Tôi cuống quýt lên chẳng biết phải làm gì Lúc bác sĩ bước ra Nói rằng bao tử của anh bị đâm thủng xuất huyết Cần phải làm phẫu thuật gấp Tôi hỏi rằng Người nhà của Huy ở đâu Để họ ký vào giấy cam kết phẫu thuật Hai năm này ngoại trừ gia đình của My Và tôi ra thì tôi chưa từng gặp bất cứ người thân nào của anh Bây giờ anh gặp nguy hiểm như vậy Tôi biết tìm đâu ra người nhà được chứ Tôi gọi cho gia đình My Nhưng họ đến không kịp Bức quá tôi đành nói dối rằng Tôi là vợ của anh Tôi cầm bút trên tay Và ký tên mình lên đó lúc bác sĩ bước vào bên trong, tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho My biết. Còn bé vừa hay thì cũng gấp gáp chạy đến bệnh viện cùng với hai bác và mẹ tôi. Mọi người thấy tôi ngồi khóc, ôm tôi vào lòng an ủi, động viên tôi phải thật bình tĩnh. Tôi lúc đó không còn khóc. Ba gái mới hỏi tôi nguyên nhân Huy bị thương và tình hình của anh như thế nào. Tôi không giấu diếm, tôi thành thật kể tất cả cho mọi người cùng nghe. Mấy tiếng trôi đi Cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt Bác sĩ bước ra ngoài thông báo với mọi người Là Huy đã qua cơn nguy hiểm Nhưng cũng chưa thể nào tỉnh ngay được Anh cần đưa đến phòng Chăm sóc đặc biệt để theo dõi Đưa Huy đến phòng bệnh Bác sĩ nói với mọi người Nên về bớt để anh còn được nghỉ ngơi Dù sao ở đây cũng có y tá và bác sĩ Thay phiền nhau theo dõi anh Thế nên mọi người chỉ ở lại thêm một chút Thì hai bác và mẹ tôi cũng ra về còn tôi và My Ở lại chăm cho anh Trong lúc My đi làm thủ tục Tôi ngồi bên cạnh giường của Huy Nhìn sắc mặt nhợt nhạt Cùng với hơi thở yếu ớt của anh Lòng tôi xót xa vô cùng Bàn tay đặt nhẹ lên tay của anh nói rất nhỏ Em xin lỗi Tại em mà anh bị thương thế này Anh phải sớm tỉnh lại Để còn nghe câu trả lời của em Đợi anh khỏi bệnh Em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho anh Em ở bên cạnh anh Làm người yêu của anh Chăm sóc cho anh thật tốt Giống như thời gian qua mà anh chăm sóc cho em vậy Đúng vậy Tôi quyết định rồi Tôi không muốn đánh mất đi mối tình này Tôi không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tốt với tôi như vậy Tôi đồng ý làm người yêu của anh Là bởi vì tôi nhận ra rằng trái tim mình Đã tiếp nhận anh từ lúc nào không biết Anh đã có một vị trí quan trọng Chứ không phải vì anh đỡ nhát dao kia giúp tôi khiến cho tôi áy náy nên tôi mới nhận lời yêu anh. Bì làm xong thủ tục, lúc quay lại phòng bệnh còn mang theo hai phần cơm cho chúng tôi. Tôi không có tâm trạng để ăn. Bảo Mi cứ ăn trước, còn phần của mình cứ để đó. Khi nào tôi đói, tôi sẽ ăn sau. Nhưng mà lát nữa chị phải ăn đấy. Như vậy chị mới có sức mà chăm anh Huy chứ. Chứ nếu không, lúc anh ấy tỉnh lại, Chị lại ốm nặng thì sao ừ. Chị cảm ơn Chị biết rồi mà Em ở lại đây với anh chị một tiếng thôi Chiều nay em có việc trên trường Em không nghỉ được Tí nữa em gọi cho mẹ Vào viện cùng chị nhé Không cần đâu Mi à Một mình chị ở đây cũng được Có bác sĩ và y tá rồi Em bận việc em cứ đi đi Hai ba cũng có công việc của mình mà Mi có vẻ không yên tâm Nên ngập ngừng suy nghĩ một chút Thấy tôi khẳng định mình chăm được cho Huy Con bé mới không nói nữa Lúc này tôi mới chợt nhớ ra Mà em có gọi báo Cho người nhà của anh Huy chưa Em chưa Không biết bố mẹ em có gọi cho hai bác không Nhưng mà em nghĩ chắc không cần đâu Bố mẹ anh Huy đang ở nước ngoài Đâu có về ngay được Với lại anh Huy cũng qua giai đoạn nguy hiểm rồi Có mọi người bên cạnh Thì chắc là không sao đâu chị nhưng không nói với bố mẹ anh ấy liệu hai bác biết chuyện có trách gì không chắc là không đâu chị ngày trước bố mẹ anh huy bận cũng toàn là bố mẹ em chăm sóc cho anh ấy hai bác cũng đâu có ý kiến gì tôi ngừng lại mấy giây đưa mắt nhìn đến huy sau đó mới nói tiếp nếu bố mẹ anh huy biết anh ấy bị thương là vì chị chắc là họ ghét chị lắm mọi người không ai nói thì hai bác không biết đâu chị Chị đừng có nghĩ ngợi linh tinh Chị phải chăm sóc sức khỏe tốt Rồi chăm cho anh Huy chứ Ừ, chị biết rồi Sau khi mi đi được một lúc Tôi ngồi nói chuyện với Huy nghe Rồi cũng ngủ thiếp đi bên cạnh anh lúc nào chẳng hay Đến khi bác sĩ cùng vị y tá bước vào kiểm tra Và truyền nước cho anh Tôi mới tỉnh giấc Lúc này tôi lại muốn đi vệ sinh Vì có người trong phòng Nên tôi cũng yên tâm rời đi Đến lúc quay lại Không thấy bác sĩ và y tá đâu Mà chỉ thấy có một người phụ nữ trung niên Đang đứng bên cạnh giường của anh Thầy tôi bước vào Người phụ nữ kia đưa mắt nhìn tôi Nhưng không nói một lời Rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đến Huy Tôi tiến lại gần định lên tiếng hỏi là ai Nhưng lời nói chưa kịp nói ra Đã bị một cái bạt tai dáng thật mạnh xuống bên má của mình Tôi bất ngờ không hiểu tại sao người phụ nữ này lại đánh tôi. Cô... cô là ai? Tại sao cô đánh chó? Cô hỏi tôi là ai hả? À? Tôi là mẹ của thằng Huy. Biết người trước mắt mình là mẹ của Huy, tôi thoáng giật mình. Chẳng phải My nói rằng bố mẹ Huy đang ở bên nước ngoài sao? Tại sao bác gái lại ở đây? Từ lúc anh được đưa về phòng bệnh đến giờ, chưa hơn 3 tiếng đồng hồ, bác gái có thể bay về đây nhanh như vậy sao? Ừm. Dạ thưa bác Bác đến thăm anh Huy ạ à? Cô đi ra ngoài đi Tôi có chuyện này muốn nói với cô Không đợi tôi trả lời Ba gái đã xoay người rời đi Tôi không dám chậm trễ Vội vàng bước theo Cô giỏi thật Cô làm con trai của tôi bị thương nặng đến như vậy Hồn mê mấy tiếng đồng hồ Đến bây giờ còn chưa tỉnh lại Tôi biết chuyện Huy bị thương Sẽ không thể nào tránh khỏi việc bố mẹ anh ấy biết chuyện Nhưng trước đó My cũng nói con bé và bố mẹ chưa có nói chuyện này cho bố mẹ huy biết vậy mà tại sao bác gái lại biết chuyện và đến đây chứ cháu cháu xin lỗi cô biết điều ấy. cô tránh xa thằng huy nhà tôi ra đừng có bén mảng đến gần nó cháu xin bác bác đừng đuổi cháu đi để cháu bên cạnh chăm sóc cho anh ấy có được không ạ à? tôi không mượn cho dù cả vợ chồng tôi bận không bên cạnh chăm sóc cho nó thì tôi cũng thuê người chăm nó Chứ không đến lượt của cô Cô chăm sóc được cái gì cho nó Hay là cô chỉ hại nó thôi Cháu Cháu không làm hại anh ấy <laughs> Cô không làm hại nó Nhưng bởi vì cô Mà nó suýt mất mạng Nằm hôn mê trong phòng đến bây giờ chưa tỉnh dậy Cô đừng có tưởng Tôi không biết tí gì về thông tin của cô Về chuyện của cô với thằng Huy thời gian qua Cô đã không yêu nó Cô tránh xa nó ra Cô đừng có bén mảng rồi gieo cho nó những hy vọng viển vông cô không yêu nó thế cô cứ quấn lấy nó làm gì cô cần tiền à cô cần bao nhiêu tiền cô nói đi đúng là lúc trước tôi không yêu huy nhưng đấy là lúc trước còn bây giờ đã khác rồi tôi yêu con người của huy chứ không phải là yêu tiền dạ thưa bác cháu yêu anh huy thật lòng cháu không cần tiền của anh ấy cô yêu nó cô yêu nó thế bao giờ cô nói cho nó biết chưa hay là cô giữ mối quan hệ không rõ ràng với nó hôm nay cháu muốn nói cho anh biết nhưng anh ấy nên cháu đợi anh ấy tỉnh lại cháu sẽ nói cho anh ấy biết à thôi cô giữ lại cái thứ tình cảm không rõ ràng cho một mình cô đi nếu cô yêu nó thế tại sao không nói với nó ngay từ đầu mà phải để nó theo đuổi cô lâu đến như vậy hay là hôm nay cô cảm thấy áy náy vì nó đỡ nhát dao giúp cô. À, cô muốn bố thí tình cảm cho con trai của tôi đi à? Dạ không. Cháu yêu anh Huy thật mà. Không phải vì ấy nấy. Cháu tôi nói cho cô biết, cho dù cô và thằng Huy có thật sự yêu nhau, tôi không chấp nhận. Cô nên biết điều mà rời xa nó đi. Cháu không muốn mà. Cô không muốn mà được sao? Thế cô nghĩ rằng tôi để cho cô gần nó rồi mang xui xẻo Mang tai họa cho con trai của tôi à lời nói của bác ấy làm cho tôi sững sờ hai từ xui xẻo được phát ra từ miệng bác ấy đánh thẳng vào tâm trí của tôi khiến cho nỗi sợ lâu nay tưởng chừng như ngủ quên lại thêm một lần nữa được đánh thức tôi sợ người ta gọi tôi là đồ xui xẻo thật sự là tôi rất sợ tôi không trả lời và bác gái tiếp tục nói với tôi nói thẳng thế này cho cô hiểu nha. Con trai tôi yêu người giàu hay người nghèo, có xứng với nó hay không? Vợ chồng chúng tôi không quản, nhưng riêng với cô, tôi không chấp nhận. Lúc đầu biết thằng Huy có tình ý với cô, tôi cũng thuê người điều tra lý lịch của cô rồi, biết được không ít thông tin về cô. Tôi cũng thương cô thật đấy. Tôi hy vọng con trai tôi đem lại hạnh phúc cho cô. Thế nên vợ chồng tôi không có ý ra mặt ngăn cản thằng Huy. Bọn tôi vẫn hy vọng rằng. Nó theo đuổi cô bao lâu cũng được Yêu lại vợ sắp cưới của bạn thân cũng được Cô đến bao giờ chấp nhận nó Hay cả đời Chúng tôi không quan tâm Bởi vì tôi nghĩ đó là duyên phận của cô và nó Nhưng mà Cô nhìn xem Những cái điều đồn đại Cô là khắc tinh ấy à Tôi buộc rằng phải tin Tôi không thể nào đem mạng sống của con trai tôi ra mà cá cược được Như cô thấy rồi đấy Thời gian qua nó bên cạnh cô không xảy ra chuyện gì, nhưng mà khi cô quyết định tiếp nhận tình cảm của nó, muốn hai đứa trở thành người yêu của nhau, thì nó lại nằm ở trong kia. Cô nói thử xem, tôi có thể không suy nghĩ về số mệnh của cô không? Tôi biết trong mắt mọi người bấy lâu nay, tôi là một đứa xui xẻo. Cả bản thân của tôi cũng thấy mình đem lại những tai họa không đáng cho những người thân bên cạnh mình, nhưng cũng không ít lần Tôi tự bảo chữa rằng Nếu tôi thật sự là khắc tinh Vậy thì tại sao mẹ tôi vẫn luôn bình an khỏe mạnh Sống cùng tôi trong suốt thời gian qua Bởi vì tôi luôn tự an ủi mình như vậy Mà quên mất đi cái mắc sao trổi Không ít người gắn cho tôi Từ bé tới giờ Cùng là phụ nữ với nhau Tôi không muốn làm tổn thương cô Không muốn nặng lời với cô Bởi vì tôi thấy cô cũng khổ lắm rồi Nhưng mà Cô nghĩ đi một người làm mẹ như tôi Làm sao nhìn con mình như vậy mà không đau lòng cho được Cô tránh xa thằng Huy ra đi Cô đừng đem lại tai họa cho nó Cô đi đi Có lẽ bác gái nói đúng Bởi vì tôi xui xẻo Nên tôi mới gây cho những người xung quanh Quá nhiều điểm gở như vậy Tôi không bên cạnh Huy Sau này cũng có người bên cạnh anh ấy Nhưng nếu như tôi cố chấp ở lại Nhỡ như xảy ra chuyện gì cả đời này tôi ân hận không thôi cháu rời xa anh huy cũng được nhưng bác ơi bác có thể cho cháu ở bên cạnh anh ấy đợi đến khi anh ấy tỉnh lại anh ấy phục hồi thì cháu mới đi có được không ạ à? không cô nên nhanh chóng rời xa nó đi nhưng mà cháu lo cho anh ấy tôi không để con trai tôi có chuyện gì nên cô không cần phải lo vậy bác cho cháu vào trong Cháu nhìn anh ấy một lần Có được không ạ Ba gái định từ chối Nhưng nhìn thái độ cầu xin của tôi Cuối cùng cũng mùi lòng Cho tôi vào trong nhìn Huy một lần Tôi đứng bên giường bệnh Không dám khóc Không dám nắm tay anh Chỉ nghẹn ngào nói ra được một câu Em về đây Anh phải nhanh khỏe lại nhé Anh phải sống tốt Thì em mới vui được Nói rồi, tôi rất nhanh chóng rời đi, bởi vì tôi sợ nếu mình còn ở lại đây thêm một giây một phút nào, tôi sẽ không kiềm chế được mà khóc thành tiếng. Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, ba gái không quên dặn dò tôi. Thời gian thằng Huy theo đuổi cô như thế nào? Chắc cô cũng hiểu nó kiên trì ra sao. Nó không phải là đứa dễ dàng bỏ cuộc. Tôi mong cô đủ thông minh để tìm được lý do làm cho nó chết tâm với tình yêu nó dành cho cô. Vâng. Cháu hiểu. Cháu sẽ cố gắng để anh ấy không tìm cháu. Từ bệnh viện trở về, mẹ tôi thất thần, tiến lại gần tôi hỏi. "Thư, sao con về giờ này? Thằng Huy ai trông? Con làm sao thế hả?" Tôi không muốn nói với mẹ chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện, nhưng về sau tôi không liên lạc với anh nữa. Lúc đó kiểu gì mẹ tôi cũng hỏi cho ra nhẽ là tại sao tôi không đến bệnh viện chăm anh Nên tôi tìm một lý do nói với mẹ Dạ có người nhà anh Huy đến chăm sóc anh ấy Họ bảo không cần ai ở lại Nên con về à Người nhà ấy à Thế, thế sao mẹ nghe cái mi bảo Người nhà thằng Huy ở bên nước ngoài cơ mà Dạ họ mới về Dù sao cũng có người trong viện với anh Huy Mẹ không cần lo đâu à Thế người nhà thằng bé Có nói gì con không Dạ không họ bảo khi nào anh huy tỉnh lại sẽ nói cho con biết ừ thế ngày mai hai mẹ con mình vào thăm thằng huy nhé không cần đâu mẹ đợi khi nào anh huy bình phục trở về nhà mình qua cũng được tôi nói dối mẹ thế thôi để mẹ không qua viện thăm huy tránh cho việc mẹ gặp anh ở đó chưa đến ngày anh xuất viện tôi cũng không thể nào cùng mẹ qua nhà thăm anh được tôi đó ngồi ăn cơm cùng mẹ tôi nuốt chẳng trôi miếng cơm cứ cầm đũa lên rồi lại đặt xuống mẹ thấy vậy thì hỏi tôi sao thế con lại lo cho thằng huy nên không ăn được à anh ấy vì con mà bị thương nên con lo cho anh ấy là chuyện bình thường mà mẹ biết là thế nhưng mẹ nghĩ lần này nó khỏi bệnh con nên chấp nhận tình cảm của nó đi nó theo đuổi con lâu như vậy rồi yêu con nhiều như thế con nên đáp lại tình cảm của nó chứ vâng con sẽ cho anh ấy câu trả lời mẹ tôi cứ tưởng rằng tôi đồng ý bên huy nên khi nghe tôi nói vậy bà vui ra mặt mà không hề biết rằng lòng tôi đau đớn như thế nào một lúc sau màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là my tôi đi ra phía ngoài nghe điện thoại vừa bắt máy my hỏi tôi sao chị không ở bệnh viện anh huy tỉnh lại rồi đấy Nghe Huy tỉnh lại tôi vui mừng đến muốn khóc Tôi hỏi My rất nhiều điều Nhưng phải tỏ ra là bình tĩnh Ừ Tại ở bệnh viện có người nên chị về ấy mà Thế là chị gặp bác gái rồi à Ừ chị gặp rồi Bác gái có nói gì chị không Sao đột nhiên chị bỏ về Anh Huy đang hỏi chị đấy Bác gái không nói gì Em bảo anh Huy nghỉ ngơi sớm nhé Nếu rảnh chị sẽ qua Tại sao phải đợi rảnh Tại sao chị không qua bây giờ ừ. Chị không qua được đâu Tối rồi Chị phải ở nhà với mẹ Mình nghe tôi nói như vậy Thì ngừng lại một chút Sau đó lại tiếp tục hỏi tôi Chị Thư Có phải mẹ anh Huy nói gì với chị không Không có mà Chị nói dối Nếu như mẹ anh ấy không nói gì Tại sao đột nhiên chị bỏ về Chị nói rồi Bữa bệnh viện có người chăm anh ấy rồi nên chị về hôm nào rảnh chị sẽ qua hôm nào rảnh là hôm nào anh huy vừa mới tỉnh dậy anh ấy hỏi chị rồi nên anh ấy bảo em phải gọi điện cho chị bảo chị đến nhìn anh ấy một chút thôi cũng được thật sự ngay lúc này tôi muốn chạy đến bệnh viện thật nhanh để xem tình hình của anh như thế nào vết thương có đau lắm không nhưng tôi lại chẳng có quyền đó không phải là người yêu không phải là người thân chỉ là một đứa đem đến xui xẻo cho anh nên tôi nào dám đến gần anh chứ Vậy mà anh vừa tỉnh Anh liền hỏi đến tôi Tôi không thể nào đến gặp anh được Tôi đành nói với mi Em đưa điện thoại cho anh Huy được không Chị muốn nói chuyện với anh ấy Vâng, chị đợi em một chút Có lẽ mi đang ngoài hành lang nói chuyện điện thoại Nên tôi phải đợi hơn 30 giây Mới nghe thấy giọng nói bên kia Thư ơi, anh vừa tỉnh lại, anh không thấy em, anh nhớ em. Vừa nghe được giọng nói của Huy mệt mỏi, nói ra từng câu từng chữ với mình như vậy, bất xác sống mũi tôi cay xè, hai mắt bỗng chốc bao phủ một màn sương mỏng. Tôi định rằng sẽ dứt khoát chấm dứt với anh, nhưng nghe giọng nói yếu ớt đó, tôi không muốn làm anh tổn thương vào lúc này, anh vừa mới tỉnh lại, tôi không muốn mình vô tình đến thế. Ta không đến bên anh thì không nhất thiết phải nói rõ với anh lúc này anh còn đau lắm không không anh không đau tôi biết là huy nói dối về vết thương anh nên nghỉ ngơi sớm như vậy mới nhanh khỏi bệnh nhưng anh muốn gặp em em không qua được đâu lúc khác em gặp anh nhé nhưng mà anh không biết huy định nói gì tôi còn chưa kịp nghe anh nói thì bên kia vọng vào tiếng nói của mẹ Huy. đưa điện thoại cho mẹ nào, con vừa mới tỉnh lại, không nên nói chuyện nhiều đâu, con nghỉ ngơi đi. Huy dường như không quan tâm lời của mẹ, anh nói với tôi. thư ngày mai em qua với anh, em chưa biết được, lúc nào rảnh em qua nhá, anh nghỉ ngơi đi, em cúp máy đây. không cho Huy nói thêm câu nào nữa. Tôi vội vàng tắt điện thoại đi Lúc này thì nước mắt tôi rơi xuống Tôi không dám bước vào nhà Bởi vì tôi sợ mẹ nhìn thấy Mẹ lại hỏi tôi Tôi chỉ biết đứng ở một góc khuất Ôm miệng mình Để khóc thôi Khó khăn lắm mới ngồi ngoài đi viết thương cũ Khó khăn lắm mới mở lòng yêu thêm một người Vậy mà đến cuối cùng Lại tự mình tạo thêm một vết thương nữa trong tim Nếu như ngày từ đầu Tôi không cho Huy cơ hội theo đuổi mình nếu như ngay từ đầu Có thể giữ vững trái tim hướng về người cũ Thì mọi chuyện đã khác rồi Huy sẽ không bị thương Mà tôi cũng không đau lòng đến như vậy Tôi ở bên ngoài rất lâu Đến khi mẹ gọi nhắc tôi đi ngủ sớm Tôi mới dám bước vào Nhưng rồi nằm trên giường tôi không ngủ được Cứ chằn chọc lo lắng cho Huy Tôi không biết mình phải làm thế nào Tôi phải nói thế nào để anh buông bỏ ý định theo đuổi tôi. Tôi không biết phải làm gì để gây tổn thương cho anh, nhưng là gây cho anh ít nhất có thể. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Người cũ em còn yêu, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An lại một lần nữa vô cùng xúc động và thương xót cho số phận của Thư. Tại sao thế nhỉ Tại sao mọi chuyện đen đủi cứ đến với cô ấy một cách tình cờ thôi, chứ không phải là một cái điều gì đấy lớn lao. Nhưng mọi người lại cứ gán cho cô ấy cái mắc là sao trổi và khiến cho cô ấy chịu quá nhiều tổn thương như vậy. Mất đi người yêu cũ, bây giờ đến người yêu mới chưa kịp mở lòng thì lại tiếp nhận những đau thương. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của bộ truyện này để xem liệu rằng khi mà tỉnh dậy Huy có mọi tìm mọi cách để tìm đến Thư hay không hay là anh nghe lời mẹ mình và tiếp tục rời xa cô khiến cho cô tổn thương. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.